của má hai bọn mình sẽ làm điều tốt cho em. Ba. Đi nào. Chuẩn bị phải cần mì tôm. Đâu sao? Đi sao đi đi. Làm lại sao? Này này này. Ok, mình sẽ nói đủ đóng khí gì đấy rồi. À, không biết ăn hay muốn cay gì gì đấy là đủ một nửa thôi. Xong rồi. Eo ơi, ghê quá mọi người. Sao người đi đi lại rũa rồi sao? Sẽ là bảo để ra. Ê, cái này cũng nói đủ đủ. Đây, mọi người là đây một đường. Nếu cho một nửa muỗng nữa không? Em chưa được. Chưa. Thằng nhà ngoài rất là đẹp. Em muốn hai chị em ra đẹp đẹp đẹp. Nhớ bật lửa bếp vô và ra lên như là chừng khi nào đứng ta ra thì ok tắt bếp đi. Ok tan rồi. Phải bị nguội nghe chưa? Mình ăn rồi.